là mong muốn của mình là đến Korea để mà đẹp là thứ nhất, thứ hai là mình được mang bầu được tự nhiên giống như bao cô gái khác. Thì bây giờ mình giảm cân được thì mình nói với bạn mình sẽ có trong năm nay. Mình tên là Hạnh, mình đã giảm hôm nay là 20 kg. Cái ngày đầu mà mình lại lên viện á thì mình tầm khoảng 70 kg. Ôi to, nhìn mình rất là sợ kìa, bụng mình to dữ lắm. Hồi đó người ta cứ nói ôi trời ơi sao mà mập thế, sao ăn nhiều thế, sao mà mập hoài mà không giảm được, sao mày không giảm cân đi. Rồi thậm chí á, nhiều người á cứ nói mình ôi trời ơi kêu bé ú không à. Rồi mình cảm thấy là mình tự ti lắm. À, rồi có người nói á, trời ơi mập như mày á là chắc chồng mày bỏ. Rồi thêm á hả, đi đâu cũng vậy ai cũng nhìn. Mình cảm thấy là mình rất là buồn. Ngày xưa của mình á thì mập lắm. Rồi á hả, không dám đi đâu hết, ai rủ cũng không dám đi. Rồi đi thêm á cứ trồng đồ này vô cứ trời ơi sao mà không vừa, trồng vô cứ nó nứt ra. Rồi thậm chí đi mua đồ cũng vậy, đâu có bộ đồ nào mà vừa với mình đâu, cứ mua đồ mà các người đó cứ nói là xây bên đây này, xây bên kia kìa, đồ bên đó thì toàn là những đồ của người trung niên thôi. Cứ thế là mình cảm thấy là nếu mình cầm đồng tiền của mình đó mình để mình mua thì mình coi mua rồi về mình có mặc được hay không, hay mua về rồi mình phải ship cất nữa. Tại vì đưa những cái bộ đồ á là thiệt là tối, mình chỉ mặc được màu tối thôi chứ không bao giờ mà mình mặc được cái màu sáng. Nhưng mà bây giờ thì mình toàn lựa những cái màu sáng không. À, được thấy phần eo nè, chứ hồi nào tới giờ á mình cũng mong mình mặc được một chiếc áo dài, nhưng mà chưa bao giờ. Cái đó là chỉ là điều mơ của mình thôi. Mình rất là vui tại vì á đã bao lâu rồi mình cứ buồn nè, rồi mình cứ cảm giác là đi đâu ai cũng nói sao mập thế mập thế, thì mình hầu như là không còn cảm xúc nữa. Thế là ông chồng mình cứ nói là thôi bây giờ cứ giảm cân đi, rồi việc phụ nữ của mình á thì phải mang bầu. Cho nên đó là mình cứ nghĩ là thôi thử một lần nữa. Thế là mình đến Korea thì giống như là đồng hành cùng với Korea là chỉ 2 tháng thôi. Mình giảm được 20 kg. Và có thể là Korea nói là mình sẽ, cái cơ địa của mình sẽ giảm được nữa. Là mình giống như là chỉ ăn uống giống như là ăn uống theo chế độ của bác sĩ thôi, chứ cũng không có nhịn ăn gì mấy. Nhưng mà hôm nay á, sức khỏe của mình nè giảm hẳn đi nè, không còn phải huyết áp như xưa nè, làm việc thì cũng nhanh nhẹn hơn nữa. Với lại á, mặt mình lúc trước là to lắm, bây giờ thì mình cảm thấy là gương mặt mình nhỏ lại nè. Mình cảm thấy là đi đâu ai cũng hỏi, ai cũng giống như là cứ hỏi ừ Hạnh ơi sao mà được giảm như ngày hôm nay vậy, sao mà đẹp vậy. Rồi khi mà mình chụp ảnh lên thì ai cũng nói là trời ơi bộ mày bóp bóp chi cho dữ vậy. Mình mới nói là đâu có, hình mình tự nhiên thì không ai tin. Họ gặp mình ở ngoài thì họ nói ôi mày ốm thiệt. Lúc đầu mình cũng chưa nghĩ là mình giảm nhiều như vậy, cứ mặc đồ vô mà cứ rộng, thay ra trồng bộ khác vô cứ rộng. Chồng mình cứ cười cười hoài à, chồng mình nói ôi trời ơi rộng hết rồi, bây giờ mặc đồ chỉ là lựa size nhỏ nhất. Bây giờ đi bạn bè nè hoặc là nhiều khách hàng nhìn mình với cặp mắt rất là khác, mình rất là vui. Mình chỉ mong muốn là một điều là mình đến Korea này để mà giảm cân, để mà mình có được mang bầu giống như những cô gái khác thôi. Tại vì ao ước của mình nè lúc nào cũng muốn được có con để mà vui nhà vui cửa, chứ thấy bạn có con thì mình rất là buồn. Tại vì bây giờ cùng lứa tuổi với mình thì bạn bè mình ai con ta cũng lớn hết trơn rồi, ai người ta nói trời ơi biết khi nào mới được làm xui với mày. Thì bây giờ mình giảm cân được thì mình nói với bạn mình chắc từ từ sẽ có trong năm nay. Ai cũng hỏi thì mình sẽ nói là trong năm nay mình sẽ có bầu. Mình cảm thấy là mình hài lòng với Korea. Và mình nói là với các bạn là một lần nữa cứ đến Korea, nên Korea là thay đổi cho các chị em phụ nữ mình. Mình phải là yêu thương mình, không ai yêu thương mình bằng bằng mình yêu thương mình cả. Viện Thẩm mỹ Korea với 2 địa chỉ duy nhất trên toàn quốc: tòa nhà số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; tòa nhà số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999, website việnthẩmmỹkorea.vn.